Hôm nay em review cho các bác cái dòng đôn khúc sữa này các bác ơi. Đây các bác tưởng tượng này, đôn khúc sữa có nghĩa là chỉ đeo vào giữa thôi và đầu với cuối vẫn có cảm giác ấy. Ví dụ đây thì đầu này nó vẫn hở ra và cuối này vẫn hở ra. Cái này thì nó đặc biệt là co giãn nhá, nên là nói chung là cỡ nào cũng vừa, to nhỏ đều vừa hết, to nhỏ dài ngắn đều vừa hết. Mà nói chung là cái dòng này nó có cái bi để giúp cho chị em cọ sát cái thành âm đạo, nên nói chung là kích thích điểm G cũng như là tạo cái cảm giác cọ sát, nói chung là cực kỳ feel luôn, cả hai đều feel. Nên là các bác dùng cái dòng này thì cảm nhận được sự, nói chung là cái thay đổi không khí cuộc yêu rất là ok luôn. Bản thân Hoang đã dùng rồi và nói chung là nó rất là mềm, mà nó cọ sát thì cực kỳ là êm ái, nó không hề đau sát gì đâu các bác nhé. Nói chung là cả hai đều cảm nhận được cái sự thăng hoa khi mà mình sử dụng những cái đồ như thế này á. Lâu lâu nên thay đổi cảm giác một chút các bác nhé. Cái dòng này thì dùng nhiều lần, mua một lần dùng cả năm, dùng xong thì mình rửa đi và dùng lại các bác nhé. Ai có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ xem Hoa nha.